Hello các bạn. Ở trong phần này thì chúng ta sẽ cùng giám sát hệ thống sử dụng Task Manager. Thì khi mà bạn thấy hệ thống chạy chậm, người dùng báo rằng là khi truy cập dịch vụ thấy rất lâu, thì chúng ta sẽ kiểm tra bằng cách nào? Thì trên hệ thống, các bạn chuột phải vào cái thanh Taskbar đây và chọn Task Manager. Ở cái tab đầu tiên Process là các cái tiến trình đang hoạt động, bao gồm các tiến trình các ứng dụng đang chạy ở đây và các cái tiến trình chạy trên nền đó. Thì tương ứng với các cái ứng dụng này thì nó sẽ liệt kê là chiếm dụng bao nhiêu phần trăm CPU và bao nhiêu bộ nhớ RAM đấy. Thì nếu như mà tiến trình nào mà chiếm dụng nhiều CPU và bộ nhớ RAM thì đó chính là tiến trình mà có thể gây ra cái tốc độ là xử lý chậm cho toàn bộ hệ thống. Và bạn có thể liệt kê xuống đây. Và thông thường thì nó sẽ sắp xếp. Đấy, bạn sẽ thấy ví dụ CPU nào đang chiếm dụng cao nhất, ví dụ là Task Manager, rồi Memory thằng nào. Đấy, ở đây là cái thằng phần mềm diệt virus này đang chạy. Đấy, chiếm bộ nhớ nhiều nhất. Đấy. Rồi, đó là cái tab đầu tiên là về các tiến trình đang hoạt động. Tab thứ hai là về hiệu năng của máy chủ này. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây là CPU. Đấy, đây là cái biểu đồ hoạt động của CPU. Đấy, ở bên dưới là các cái tham số. Đấy, ví dụ như ở đây là phần trăm này, tốc độ này. Đấy, đang xử lý bao nhiêu tiến trình này. Và thời gian uptime. Tiếp theo là về bộ nhớ đang sử dụng bao nhiêu, 75%, tức là khoảng 1,5 GB trên 2, tổng số là 2 GB đã sử dụng 1,5. Đấy. Rồi đây bạn dây chuột đây và chúng ta sẽ có các cái thông tin cụ thể hơn. Rồi tiếp theo là hai cái cạc mạng. Đấy. Với cái tốc độ mạng ở đây, send, S sẽ là send, R receive. Và dưới này là một số các thông tin chi tiết. Ở dưới này bạn nhìn thấy cái phần nếu chúng ta muốn đi vào chi tiết hơn nữa để chúng ta giám sát các cái tài nguyên ở trên cái máy chủ này, chúng ta có thể bấm vào Open Resource Manager. Đấy. Nó sẽ cho chúng ta chi tiết hơn nữa, ví dụ CPU thì các tiến trình nào, mô tả về từng cái tiến trình. Đấy, trạng thái tiến trình, đấy, các thread trong cái tiến trình đó. Đấy, và cái mức sử dụng CPU trung bình là bao nhiêu. Tương tự như thế, ngoài CPU ra thì chúng ta còn có cái chi tiết về sử dụng về ổ đĩa cứng. Đấy, về cái tốc độ đọc ghi này, IO đây, input output. Đấy. Rồi đây tốc độ, ví dụ tốc độ read này, tốc độ đọc này. Đấy. Đây là cái file nó đang thực hiện này. Cái file là của cái tiến trình này. Chưa? Rất là chi tiết. Đấy. Không vấn đề, đây là normal này, trạng thái là normal, responsive, đấy, tốc độ đáp ứng. Tiếp theo là đến mạng. Đấy. Thì đây các bạn có thể thấy là đây network ở đây. Đấy. Ta nhìn biểu đồ này có thể là rõ ràng hơn. Rồi bộ nhớ. Đấy, bộ nhớ kéo xuống chúng ta quan sát các cái tiến trình đang sử dụng bộ nhớ. Shareable, rồi commit, vân vân. Đấy, thì như vậy là với cái phần resource monitor chúng ta có thể thấy được CPU này, tình trạng sử dụng về ổ đĩa này, về mạng và về bộ nhớ. Đấy. Đi vào chi tiết từng cái thì chúng ta sẽ bấm vào đây vào các cái tab này để chúng ta xem các cái thống kê cụ thể. Đấy. Đấy, tình trạng về quản lý các tài nguyên phần cứng của máy. Để mình tắt này đi. Tiếp theo, ở trong Task Manager chúng ta có phần user là những user nào đang log in. Đấy, và ví dụ user administrator này thì đang sử dụng là đang chạy 13 cái tiến trình liệt kê bên dưới. Và mỗi tiến trình sử dụng bao nhiêu CPU và memory. Đấy. Chi tiết hơn nữa về các tiến trình thì chúng ta xem ở đây. Trạng thái này, username, CPU đây, memory và các description cũng như là các cái dịch vụ đang chạy trên hệ thống.
Đấy. Và bạn có thể mở cái open service này để chúng ta quản lý các tiến trình này. Đấy. Ví dụ như chúng ta cho stop các tiến trình, là vào đây chúng ta có thể stop hoặc là tạm dừng hoặc restart khởi động lại các tiến trình đó. Rồi ok, thì đó chính là phần task manager để giúp cho các bạn nhìn thấy các tiến trình rồi hiệu năng hoạt động các user đang login vào cái máy tính này, và chi tiết hơn nữa về các tiến trình và các cái dịch vụ để chúng ta có thể quản trị được. Đó chính là phần task manager.